Chào anh chị và các bạn, hôm nay PST sẽ hướng dẫn anh chị và các bạn cách sử dụng dashboard, product availability và ý nghĩa của dashboard, product availability trong quản lý doanh nghiệp. Thì dashboard, product availability là một trong 10 dashboard quan trọng của ngành bán lẻ. Dashboard này sẽ đi phân tích tính sẵn có của sản phẩm theo loại hàng và nó được ứng dụng trong việc quản lý kho. Thì hiện nay rất nhiều doanh nghiệp quan tâm đến việc đáp ứng đủ số lượng sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng và nó là một bài toán khó trong việc quản lý kho. Như vậy, một vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp là làm thế nào để họ có thể lưu trữ đúng sản phẩm, lưu trữ đúng số lượng sản phẩm vào đúng kho tại đúng thời điểm mà khách hàng cần. Như vậy, để tránh tình trạng khách hàng out of stock, khi khách hàng đến mua hàng hay nó được đo lường bằng doanh số hàng bị mắc, lost sales, thì dashboard này sẽ giúp các doanh nghiệp tìm ra nguyên nhân của việc không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Tức là sẽ giải quyết tình trạng khách hàng khi khách hàng đến đặt hàng. Ở đây, nhà quản lý có thể đặt ra mục tiêu tính sẵn có cần đạt được, có thể linh hoạt tùy chỉnh 93%, 92%, 95%. Hiện tại trên dashboard thể hiện tính sẵn có còn đạt được là 94%. Và nó đang thể hiện thông tin là với 94% này thì có 74 sản phẩm dưới mục tiêu 94%. Và đưa ra một lời khuyên là doanh nghiệp nên chuẩn bị sẵn sàng 471 điểm phân phối để tăng tính sẵn sàng từ 94.8% đến 96.1%. Nói một cách dễ hiểu tức là trong một ngày, một cửa hàng nhận được 100 đơn hàng. Tuy nhiên với mục tiêu đề ra thì họ chỉ còn đáp ứng đủ 94 đơn đặt hàng trên tổng số 100 đơn đặt hàng. Như vậy, trên biểu đồ theo loại hàng thì nhà quản lý có thể thấy được các loại hàng của doanh nghiệp. Ở đây là bánh cream rice là 91.5% dưới ngưỡng mục tiêu cho phép. Bánh organic 93.0% cũng đang dưới ngưỡng mục tiêu cho phép. Ngược lại, bánh kẹo vị trái cây và bánh cho trẻ đang trên mục tiêu. Với bánh cho trẻ thì hiện tại là 96.9%. Và doanh nghiệp muốn biết vấn đề nằm ở đâu thì biểu đồ nhà cung cấp, khu vực cửa hàng và sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp cải thiện được lượng tồn kho của mình. Với loại hàng là bánh cream rice, anh chị chỉ cần kích chuột vào loại hàng này. Thì biểu đồ nhà cung cấp, khu vực cửa hàng, sản phẩm sẽ thể hiện thông tin đối với loại hàng bánh cream rice. Thì hiện tại, bánh cream rice đang bị thiếu trong lượng tồn kho của kho là 30. Và để đáp ứng được lượng tồn kho này thì nhà cung cấp là công ty dessert phải đáp ứng thêm 30 sản phẩm cho doanh nghiệp để tăng tính sẵn sàng lên 94%. Ngoài ra với biểu đồ theo khu vực thì hiện tại loại hàng là bánh cream rice đang bán ở các khu vực là Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ và để đáp ứng được ngưỡng yêu cầu thì những khu vực như là Đông Nam Bộ phải đáp ứng thêm lượng tồn kho là 4. Và theo sản phẩm là những sản phẩm theo loại hàng là bánh cream rice. Ngoài ra, anh chị có thể biết được tình hình sẵn có theo từng sản phẩm trong 7 ngày gần đây. Anh chị chỉ cần kích chuột vào một sản phẩm trên biểu đồ nhà cung cấp. Trên biểu đồ theo ngày, anh chị có thể thấy tình trạng lượng tồn kho 7 ngày gần đây của sản phẩm. Ở đây là sản phẩm We Love Dessert Strawberry. Và sản phẩm này được bán tại các khu vực cửa hàng đó là Tây Nguyên, Đồng bằng Sông Hồng, Đông Nam Bộ. Ở đây, ngày 17 tháng 6 năm 2017 thì lượng tồn kho của sản phẩm này đang bị thiếu 38. Ngày 28 tháng 6 đang bị thiếu là 38 và ngày 19 tháng 6 đang bị thiếu là 30. Như vậy với biểu đồ này,
giúp các nhà quản lý có thể quản lý được lượng tồn kho và biết nguyên nhân của các sản phẩm theo loại hàng. Như vậy mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách sử dụng dashboard product availability và những ý nghĩa của dashboard này trong việc quản lý lượng tồn kho. Có điều gì còn thắc mắc hoặc trao đổi, anh chị có thể liên hệ qua Facebook, Tableau Group hoặc qua diễn đàn forums.bsdinsight.com hoặc qua email info@bsdinsight.com. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe.